vụ một công nhân vớt rác tử vong, ngộ độc do khí từ rác thải rất nguy hiểm. Chiều ngày 26 tháng 7, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vẫn đang cấp cứu 4 nạn nhân trong vụ tai nạn do ngạt khí khi vớt rác tại đường Trần Văn Dầu, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 4 nạn nhân đang được theo dõi, gồm Võ Huy Bảo Anh, sinh năm 1987, Diệp Bảo Cường, sinh năm 1990, Trần Trung Bình, sinh năm 1980 và Ngô Khải Minh, sinh năm 2001. Các công nhân cho biết được giao nhiệm vụ ở khu vực đường Trần Văn Dầu, huyện Bình Chánh để thoát cống khu công nghiệp gần đó và khu dân cư lân cận tuyến đường này. Trước khi sự việc xảy ra thì các cống đã được mở 20 phút để bay mùi, bay hơi. Một trong 6 công nhân xuống làm vệ sinh cống thì bị ngất xỉu, nằm sấp mặt xuống cống. Nhóm 5 người còn lại lần lượt xuống để cứu đồng nghiệp. Anh Bình và anh Minh xuống được 3 phút thì cảm thấy khó thở nên được đồng nghiệp đưa lên. Hai anh Bình và Minh ngồi nghỉ ngơi được 20 phút thì thấy khỏe hơn, nhưng sau đó lại thấy ngạt thở, nặng ngực nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Khánh, phó khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết tiếp nhận hai nạn nhân Trần Trung Bình và Ngô Khải Minh trong tình trạng tỉnh, được hỗ trợ thở oxy mũi, thiếu oxy máu. Hiện tại hai bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tim mạch bình thường, X-quang phổi bình thường, không co giật. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Hữu Thông, trưởng khoa nội phổi Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay hai bệnh nhân Võ Huỳnh Bảo Anh và Diệp Bảo Cường được đưa vào cấp cứu do hít phải nước và khí trong tình trạng suy hô hấp. Hai bệnh nhân đã được nội soi phế quản cấp cứu để hút sạch chất dơ trong đường hô hấp. Ghi nhận cả hai đều có tình trạng viêm đường hô hấp, đang được theo dõi, riêng nạn nhân Bảo Anh bị suy hô hấp nặng. Theo bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Khánh, những trường hợp nhập viện do ngộ độc khí trong hầm, cống, rác thải sinh hoạt thường bị ngộ độc khí hydro, sunfua, khí metan. Khi các bệnh nhân ổn định về sinh hiệu thì bệnh viện sẽ tiếp tục theo dõi. Những tác động như những khí thường gặp như hydro, sunfua, metan ảnh hưởng lên đường hô hấp.